Hôm nay mình sẽ làm bài ôn tập đầu tiên. Bài ôn tập về nút nhấn. Bài ôn tập. Bài đầu tiên là thiết kế điều khiển LED quảng cáo gồm 24 LED đơn, 5 sáng 5 hiệu ứng, điều khiển bằng hai nút nhấn Next và Back, hiển thị số thứ tự trên một LED 7 đoạn, điều khiển bằng phương pháp trực tiếp. Ok, mình sẽ bắt đầu với mô phỏng nó trên Protoss. Bố LED thì mình sẽ dùng thanh nghi dịch là dùng IC74HC595. Bốn LED thì mình sẽ dùng 3 con IC74HC595. Tám con LED. Mình sẽ lần lượt nối chúng nó vào đây. Chết. Mình sẽ phải đưa qua một con chợ. Trước khi kết nối với lại IC thì mình sẽ phải đưa qua một con chợ.
chúng ta cần ba con như thế này. Okay, bây giờ chúng ta sẽ kết nối cái chân này với nhau. Chúng ta sẽ kết nối nối tiếp với nhau. Ta reset thì nối nguồn. Chân OE thì nó. Ok. Sẽ đặt tên cho nó. Tương ứng của nó sẽ là lần lượt chân ở đây DS là SP1 là SD0 SP1 đấy, nó ở đây chân SP1 SP1 SHCB SP1 rồi dùng xung chân RC3 0 1 và 2 Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục. Cái chân này sẽ được kết nối với lại một con led 7 đoạn để hiển thị trạng thái như đề bài đã yêu cầu. Chân cuối cùng sẽ được nối với lại nguồn.
tộc thì sẽ mình sẽ đặt tên cho nó. Việc kết nối đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối hai nút nhấn net và back. Xong, và các bạn thì mình đã thiết kế xong yêu cầu của bài 1 trên mô phỏng Protoss. Bây giờ thì mình sẽ qua trình biên dịch để lập trình và cấp cho con tick để nó hoạt động theo yêu cầu của đề bài. Ok, mình đã tạo sẵn một cái xuồng ôn tập.
thì hiện tại thì mình có tạo một cái thư viện con, nhưng mà hiện tại nó không xài được nên mình sẽ phải sử dụng, mình sẽ khai báo lại rồi. Như ở các phần, như cái phần trước mình đã làm về lớp bài đoạn, thì khi sử dụng IC74HC595 thì các bạn phải khai báo thêm một cái sử dụng cái SBI này. Sẽ viết chương trình chống dội cho hai nút bấm.
một cái kiểm tra nút nhấn để việc chống dội sẽ nó sẽ hiệu quả hơn. Những đoạn code này thì chúng ta đã viết ở các bài trước. Xong phần nút nhấn, khi mình sử dụng 74HC595 thì mình phải thực hiện một cái chương trình chính là xuất hai bộ led đơn, chương trình phụ. Okay, chúng ta sẽ viết chương trình chính là trạng thái đầu tiên là trạng thái chấp tắt.
kinh doanh chính và chúng ta có hai cái ngõ ra, đó là C và D, ngõ vào là E. Cái đổi mình sẽ chạy thử chương trình. À, chúng ta chưa đổ đất các con led. Không có sáng. Trạng thái đây là một.
mình thiếu một dòng code để cho trạng thái nó đổi. Ok, chữ thay một đã ok, chấp tắt. Giờ mình sẽ chữa chữ thứ hai. Sáng dần. Sẽ đặt ra trạng thái thứ hai. Mình phải khai báo thêm một cái nữa là thêm một
không đổi trạng thái được, là bởi vì chúng ta chưa viết viết chương trình miễn dịch hiểu về cái con E1 E2, thì chúng ta phải thêm một đoạn code ở ngay dưới đây. Kiểm tra nút nhấn nhé. Giờ mình có hai hiệu ứng nên mình phải khai báo thêm một cái hiệu ứng. Hiệu ứng bằng một phải mình có 5 trạng thái thì mình sẽ viết để nó lặp lại. Giúp hiệu ứng bằng 6. Thì hiệu ứng sẽ bằng 1 chấm phẩy. Bằng 0 thì hiệu ứng sẽ bằng 5. Ok, đó là tất cả những gì mình phải làm. Trạng thái tiết nhất
Ok, chúng ta kiểm tra nút nhấn rồi thì chúng ta sẽ phải xuống đây khai báo cho nó. Không được. Chớp tắt nhưng mà sáng dần là nó không chuyển trạng thái. Mình chưa để. Cho cái sáng dần ở dưới đây. Oh, hèn gì. Sáng dần, ok. Rồi các bạn thấy nó đang sáng dần lên. Nó hơi chậm luôn, các bạn thay đổi delay thì nó sẽ nhanh hơn. Ok. Giờ mình sẽ làm và mình sẽ làm liên tiếp 3 trạng thái cuối cùng. Mình sẽ không chạy thử nữa. Thứ ba
nãy do mình để cái delay 100 giây này thì nên trạng thái nó sẽ dần rất là chậm. Để 50 được. Ok. Tục thì chúng ta sẽ để một dòng y chang như đây. Số 3. Ok, giờ là hiệu số 4. Sẵn dịch. Số 4. Ok. Dịch phải. Xem nào. Ok. Đây. Ok. Delay. Mình sẽ kiểm nhận. Ok. 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 Nó trạng thái thứ 4 rồi. Thế nào là sẵn dồn. Dồn thì mình sẽ làm cho hai cần thêm một cái báo thêm m nữa, cái biến m để mình viết thêm một dòng lệnh for nữa. Trừ đi n và m trừ trừ. Bây giờ mình làm cái gì thế ta? Mình đã sai dòng các bạn ạ. Thôi tắt dần của mình rồi. Chớp sáng. Tắt dần. Ok.
mình sửa cái, năm nay mình sửa cái này không ạ? Right, okay. Okay. Vậy mình đã thực hiện xong 5 trạng thái. Bây giờ mình sẽ thử trên mặt mô phỏng. Chẳng hạn đầu tiên là chụp tắt, hai là sáng dần, ba là vấn đề kỹ thuật rồi. Dần bằng 0, mới là 4, mới là 5, ok. Sáng dịch N trừ trừ cơ bản, hiệu ứng 3 đúng là cộng cộng đúng, không ít f không bốn, ok. Chúng ta sẽ bắt đầu thử lại. Đây là trạng thái đầu tiên, trạng thái thứ hai, trạng thái thứ ba,
tháng 4 là tháng dịch, thứ 5 là tháng dồn. Ok. Back 4 3 2 1 tiến lên. Của mình nó bị lag các bạn. Nó bị lag một tí. Đó. 2 3 4 3 2 và đây là cái bài của mình. Đây là bài, đây là bài câu 1 mình đã làm xong. Thì có cái gì sai sót thì mong các bạn cho ý kiến. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi video bài tập 1, bài tập ôn tập 1 của em. Chào thầy và các bạn.